Vâng, xin chào bác, chào anh em. Video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho bác các anh em một cái mẫu mic mà phải nói thẳng luôn là anh em, nhiều anh em đã khá quen thuộc trên thị trường rồi. Cái con mic Shure UX23 Plus này. 23 Plus này thì một cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất khi mà nhìn đến đó là anh em nhìn thấy cái bắt mắt cực kỳ luôn. Màu mè, đèn đóm rất là nhiều, đèn ở trên tay mic rồi đèn trên đầu thu, nhiều nhiều màu sắc cực kỳ luôn. Từ những đến cái nút bấm thôi là nó có đèn. Cái thứ hai nữa mà anh em cũng khá là thích đó là ở ở cái về cái vấn vấn đề mạch này, lát em sẽ quay kỹ mạch hơn cho bác anh em nhìn nhé. Con này có một cái ưu điểm mà em khá là thích, thì đó là cái vấn đề mà nó xử lý cái phần echo ở trên cái đầu thu này, nó giúp cho các bác các anh em hát dễ dàng hơn, hát nó được nhẹ nhàng và cảm giác như là mình luyến ấy nó dễ dàng hơn rất nhiều luôn. Cảm giác nó dẻo hơn, hát nôm na mà nói một cách nôm na, hát cảm giác nó dẻo hơn so với những dòng mix Shure đời trước, Shure 20, 21 hay là thời trước như UX 8, 9, 10. Thì tất nhiên chất âm không thể nào bằng những cái thằng Shure này được, nếu như mà để sử dụng ra gia đình hay làm những kiểu sự kiện nhỏ. Con này hát, người hát rất là sướng, tiếng nó lịnh giọng, siêu lịnh giọng luôn. Phải nói là thằng Shure 23 Plus này nó một cái điểm cộng rất là lớn ở cái điểm đó. Cái về cái điểm cộng thứ hai của nó cũng nhỏ thôi, như em đã giới thiệu rồi, hình thức của nó nhìn rất là bắt mắt. Bắt mắt từ những cái đầu thu. Đây ở đây thì cái con này em đang để nên là em chưa lắp pin mà. Nếu em lắp pin vào các bác bật lên là cái chữ Shure UX 23 Plus nên nó sáng màu xanh xanh đây này. Anh em phải tắt mở đi thì ở trong cái nút bên bên trong được. Nó có một cái nút bên trái, anh em có thể gạt tắt đi được. Đó là cái hình thức cái bên ngoài nhá. Đây có cái mạch bên trong nó, em đã mở sẵn cho các bác các anh em đây. Mạch hàng chuẩn ca như các bác các anh em nhìn đây này. Cái hàng này thì bên em làm nhá. Như có nhiều cái mặt hàng ở đây thì nó dán chữ Shure lên, nhưng mà bên đây nó in hẳn luôn. Em đặt trực tiếp ở nhà máy nó in hẳn luôn ở lên trên cái cục hai cục tụ này. Shure US đây. Tất nhiên thì nó không phải là Shure Mỹ đâu. Nó là hàng nhập từ bên Trung Quốc về thôi. Chất lượng trong cái tầm phân khúc giá của nó là cũng là ngon này, phải nói là ngon này. Đó. Bắt sóng rất là xa, Shure nó là 4G bắt sóng rất là xa luôn, anh em làm sự kiện được. Ok, giới thiệu qua một chút về con này. À quên, nói về ưu điểm còn chưa nói về nhược điểm. Nhược điểm của mấy dòng Shure này thì nó vẫn là cái bệnh ngàn đời, đó là ngốn pin. Ngốn pin thì anh em biết rồi, tay Shure cũ thì nó không có đèn thì nó đã ngốn pin rồi đúng không? Thì anh em cái thằng này thì được cái là đẹp thì đẹp, nhưng mà khi mà anh em cứ bật cái đèn sáng lên thì nó sẽ hao pin hơn. Đấy. Với lại cái nước sơn em không thích nước sơn này đâu. Làm cái nước sơn tay mic đẹp hơn tí nữa thì ngon này. Làm nước sơn này nhìn không biết là do cảm quan của em không thích mấy cái màu kiểu như tím than, những miếc tím tối này hay sao. Với lại cầm kiểu giác nó hơi bị nhám nhám. Nó xước thì không xước rồi. Xước con này chắc là phải cào khỏe lắm hay là để cái va đập gì nó mới xước được. Con này thì không có chống bám vân tay nên là nếu mà vân tay anh em mà nó bị hơi dơ dơ một tí là cầm vào đây nó rõ rõ vết hết đấy. Nói thế thôi. Chứ còn về nói là tính tổng thể thì con này là ok, con này là ngon này, nói thật các bác luôn, trong tổng thể như thế. Giá thì em sẽ để trực tiếp lên thanh tiêu đề các bác nhé, các anh em mà có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Có số điện thoại ở trên màn hình rồi, hoặc là anh em muốn tư vấn chi tiết cụ thể hơn thì anh em có thể để số điện thoại. Đó. Hàng này thì giá công khai luôn, hàng khá là ok, nịnh giọng, dễ hát, bắt sóng tốt. Đó. Ok, xin chào bác, chào anh em.